Xin chào các em ha. Thì khi các em set up cái source code PHP ha, mà chạy ở localhost ha, như là chạy web server này ha, mà nó bị lỗi như thế này thì các em biết nó bị lỗi thì sao chưa ha? Như thầy tìm hiểu thì nó bị lỗi như thế này thường là do cái source code mà PHP mà cái source đang đang code này, cái phiên bản nó đang làm đang code á, với cả phiên bản PHP mà đang chạy ở trong cái SAM này á, nó không có phù hợp ha. Giờ thì mở thử ha. Thì cái sụt này thì như thầy tìm hiểu thì nó đang làm ở cái bản PHP 5 thôi, nhưng mà cái phiên bản PHP ở đây á, trong cái exam này á, thì thầy tìm hiểu thì nó là PHP info này là phiên bản 7 rồi ha, 7.4.29 ha. Đó, và cái PHP myadmin đây cũng là bản mới ha. Thì khi mà cái phiên bản PHP này á, bản 7 thì nó không hỗ trợ cái bản 5 ha, cho nên khi chúng ta mở lên thì nó báo lỗi như thế này, nó không truy cập được, mặc dù là trong cái database chúng ta tạo database bình thường ha. Đó, thông tin database mình chúng ta đã tạo database xong rồi nhá, rồi chúng ta cũng có login cái user account này, cũng là bằng root rồi, hot là local hot này, không có password này, tất cả đều mọi thứ đều ok hết thôi mà vẫn không truy cập được ha. Như lúc đầu là thầy được tìm hiểu thì tưởng là nó bị lỗi kết nối database ha. Mặc dù là database thì đã kiểm tra trong database rất là ok ha, đây trong htdoc ha, thì mở lên này, thì trong ở đây thì cái file kết nối của nó là nằm trong cái phần là config này. Đó, thì thông tin kết nối của thầy đều ok hết đây, không có gì localhost này, root này, password trống này, đây là tên database này. Đó, đây đường dẫn cấu hình gì hoàn toàn khớp mà. Cái máy thầy đây có thêm cái bọc 8080 là do cái máy thầy là có hai đến hai cái web server ha, web server mà chạy luôn hot không thôi á, mặc định cái bọc 80 á là chạy trong web server IIS ha. Còn web server mà chạy bọc 8080 á là thầy dùng cho SAMP này. Đây thầy cố hình đây này. Đây này. Đó thì đổi bọc ha, đổi bọc. Thì cái bọc bọc web thì dùng 8080 ha. Cái bọc mà SNL thì dùng đổi nó mặc định là 443 mà đụng bọc á, cho nên thầy đổi qua 465 ha. Đó thì đó lý do thầy đổi. Và bây giờ để chạy được á thì cái phiên bản này, cái SAM này V3.3 này nó không hỗ trợ ha. Tại vì PHP đây nó bản cao quá, nó không hỗ trợ, cho nên thầy không chạy được ha. Cho nên bây giờ cũng với source code này, giờ thầy có đã cài thêm một cái SAM mà bản thấp hơn ha. Bản thấp hơn thì đóng lại ha, thầy tắt cái này lại này. Đó, vì thầy không có dùng cái bản SAM V3.3 nữa, mà giờ thầy chạy cái bản, thầy cài thêm một cái bản là SAM V3.2 ha. Đó, thầy cài sẵn rồi ha. Thế làm thư mục khác ha. V3.3 thì cài thư mục là SAM 2022 ha. SAM V3.2 là thầy để SAM không thôi ha. Đây thì mở lên đây. Thầy cũng start đây. Tất nhiên thì thầy cái này thầy cũng đổi bọc rồi ha, cũng 8080 với cả 465 rồi. Và cái phiên bản ở phiên bản SAM 3.2 này .2 này á thì cái PHP của nó là đây, PHP của nó đây là chỉ có 5.6.38 thôi. Đó, PHP 5 đó. Cái bản trước là B, cái bản mà mình vừa mới review đó là 7 chấm ha. Bây giờ lại 5 chấm này. Bây giờ 5 chấm thì thầy sẽ chạy thử cho bạn xem ha. Đây. Thì chạy thử cái này thì cũng không có gì phức tạp hết. Đầu tiên thì các bạn cũng tạo ra một cái database như thế này. Vô database đây. À, bạn gõ tên database ha, như là Onaco đây chẳng hạn. Thì tên database đặt tên thoải mái ha. Rồi cái này thì bạn chọn là UTF-8 General CI ha. Nhấn create rồi xong. Thì sau khi nó tạo ra được cái database tên như Onaco chẳng hạn đúng không? Sau đó các bạn vào menu inbox ha. Chọn database này. Đó, sau đó các bạn chọn inbox ha, inbox. Ở đây thầy làm lại thử thôi nha, chứ thầy không làm tại vì thầy làm rồi. Nhấn to file này, sau đó mình chọn đến cái đường dẫn đến cái file backup đây. Đó, cái file này mình trước đó người ta đã inbox, người ta export sẵn cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần inbox vô thôi là xong. Inbox vô xong là mình nhấn go là nó sẽ tạo cho mình các cái table như thế này. Vậy là mình đã hoàn thành cái bước là tạo database, sau đó inbox dữ liệu vào rồi. Tiếp theo là đến cái phần đổi chuỗi kết nối thì các bạn đây thì vô làm lại cái phần SAMP ở V3.2 ha. Đây thì cũng vô trong htdoc đây, cũng Oracle đây. Thì nó nằm trong cái file kết nối đó nằm ở trong phần lib đây ha. Đó, mở lên. Đó, thì cái thông tin kết nối đây cũng là localhost, root, password trống, tên database là Onaco.
Đó, nhớ là cái tên database này á, nó phải khớp hoàn toàn với cái database mà mình tạo ở đây ha. Đó, nếu không khớp là không chạy nha. Còn nếu như mình có password không password đây á, nếu mà cái root của mình không có password thì để không password ha. Còn nếu mà mình gõ password vô thì nó sẽ báo lỗi là nó không truy cập được á. Tí mình sẽ thử nha. Đó, thì đây là bây giờ mình chạy thử nhá. Đây là bản 5 này. Khi qua đây thì nó tự động chạy này. Giờ nhá, thầy chỉ cần refresh này. Thầy đang đổi web server đây ha. Trước đó là chạy web server đó là 3.3, V3.3. Bây giờ là sẽ chạy là V3.2 ha. Là PHP 5. Còn trước đó là V3.3 là PHP 7 á. Chạy này. Đó. Đây là source code website thương mại điện tử ha. Hồi xưa là thầy có làm website cho cái công ty này ha. Sau này họ đổi cái công ty code khác, web khác ha. Bây giờ nó đổi web khác rồi. Thì đây là nó cũng có dùng đặt hàng này, thanh toán này, nó cũng giống như một cái website thương mại điện tử bình thường thôi. Nhưng tất nhiên là quy mô này là quy mô của cái công ty thôi, chứ nó không đạt đến mức như cái sàn giao dịch thương mại điện tử mà các bạn hay gặp như là Shopee hoặc là Lazada hoặc là Sen Đỏ vậy. Thì không đạt đến mức đó, nhưng mà đây là những website mà các cái doanh nghiệp người ta tự quảng cáo, tự show sản phẩm lên ha. Thường thường cái này là người ta show thông tin lên, show sản phẩm lên để cho người ta xem thôi. Còn chuyện đặt hàng ở đây thì cũng không có phải là vấn đề lắm ha. Đó. Thì đây là cái website thứ bảy tử bình thường. Nó có chức năng giỏ hàng để các bạn có thể thao tác ha. Đó. Thì nếu các bạn gặp lỗi như vậy thì bạn có thể khắc phục như vậy ha. Chúng ta chỉ cần thay đổi cái phiên bản web server thôi là nó sẽ chạy như thế này ha. Rồi, xin chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip khác ha.